Paraceratherium, loài động vật có vú lớn nhất từng bước đi trên mặt đất. Hãy tưởng tượng một thế giới xa xưa, nơi những cánh rừng rậm rạp trải dài tít tắp, nơi những con thú khổng lồ tung hoành. Trong số đó, nổi bật nhất là Paraceratherium, một loài tê giác cổ đại to lớn đến mức khiến voi châu Phi ngày nay cũng phải e dè. Paraceratherium cao hơn 6 mét, tính từ vai đến chân, và nặng hơn 22 tấn, tương đương với 5 con voi châu Phi cộng lại. Chiếc cổ dài của nó giúp nó dễ dàng với tới những tán lá cao, là nơi thức ăn yêu thích của nó. Không giống như tê giác hiện đại, Paraceratherium không có sừng. Thay vào đó, nó sở hữu một chiếc mũi dài và to, có thể là nơi tích trữ mỡ hoặc giúp nó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Bốn chiếc chân của Paraceratherium to lớn và khỏe khoắn, giúp nó di chuyển dễ dàng trong môi trường rừng rậm. Tuy không nhanh nhẹn, Paraceratherium lại sở hữu sức mạnh phi thường, có thể húc đổ cả những thân cây to lớn. Paraceratherium là loài ăn cỏ hiền lành. Thức ăn chủ yếu của nó là lá cây, cành cây và các loại trái cây. Với kích thước khổng lồ và ít kẻ thù, Paraceratherium ung dung kiếm ăn và sinh sống trong khu rừng cổ đại. Paraceratherium xuất hiện trên trái đất khoảng 34 triệu năm trước và tuyệt chủng cách đây 23 triệu năm. Nguyên nhân tuyệt chủng của chúng vẫn còn là bí ẩn. Một số giả thuyết cho rằng do biến đổi khí hậu làm giảm lượng thức ăn trong vùng Paraceratherium sinh sống, khiến loài động vật này dần dần đi đến bờ vực tuyệt chủng. Paraceratherium là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ thú của thế giới động vật trong quá khứ. Hóa thạch của chúng giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử trái đất và sự tiến hóa của các loài sinh vật.